Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Ama English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi khóa học chuẩn hóa phát âm online free Thanh dành cho tất cả các học viên của Thanh cũng như là những người đang xem kênh YouTube của Ama English. Và như phần trước là chúng ta đã học về cách phát âm đuôi S và ES phần 1 và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 2. Phần 1 thì nếu bạn nào chưa xem video clip trước thì các bạn có thể lên kênh YouTube của Ama English để search lại và xem lại cái phần 1 chúng ta đã học những cái gì. Chúng ta đã đi qua là tại sao chúng ta lại xuất hiện S và ES và khi nào chúng ta cần thêm S và khi nào chúng ta cần thêm ES và các cái trường hợp cần thêm là như thế nào, cũng như là một số lưu ý về chính tả cũng như là cách thêm như thế nào thì chúng ta đã giải quyết với nhau trong phần thứ nhất rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ đến phần thứ hai, đi đến phần chính, đó là cái cách phát âm đuôi S và ES. Chúng ta sẽ có mấy cách phát âm như vậy và các cái bài tập để luyện tập cũng như là nghe cái người bản xứ người ta nói, người ta phát âm xem có đúng là chúng ta đang học theo cái cách đấy hay không. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay thì đừng quên cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều các bài học tiếp theo. Các cái chuỗi bài học về phát âm, về giao tiếp, các cái chủ đề giao tiếp thông dụng hàng ngày. Và các bạn sẽ được xem cũng như là được học tập hàng ngày qua các video clip ngắn mà Thanh làm dành tặng cho các bạn, để giúp các bạn có thể lúc nào cũng có thể học được tiếng Anh, lúc nào cũng có thể ngập tràn trong gọi là các cái môi trường để chúng ta có thể luyện tập và rèn luyện phát triển về ngôn ngữ. Ok, so now are you ready? Let's get started. Alright, đầu tiên để mà có thể phát âm đúng và phát âm chuẩn và cái phương pháp để chúng ta dễ nhớ nhất cái cách phát âm đuôi S và ES này thì chúng ta sẽ phải hiểu được hai cái khái niệm, đó là âm vô thanh và âm hữu thanh. Thực tế là trong cái bài mà chúng ta học về bảng chữ cái tiếng Anh hay là bảng phiên âm quốc tế IPA thì chúng ta đã nắm vững được cái gọi là âm vô thanh là như thế nào và âm hữu thanh là như thế nào. Tuy nhiên là Thanh sẽ nhắc lại để chúng ta có thể nắm sâu hơn. Khi mà chúng ta đã đi hiểu cái khái niệm về âm vô thanh và âm hữu thanh thì chúng ta sẽ áp dụng rất là dễ để phân biệt xem là cái cách đọc của cái âm cuối S và ES sẽ được đọc như thế nào. Ok, đầu tiên đó là âm hữu thanh hay còn gọi là voiced sound. Âm hữu thanh thì âm hữu thanh là những âm mà khi phát âm ra sẽ làm rung dây thanh quản. Thanh hay bảo học viên của Thanh là các bạn hãy thử sờ vào cái cổ họng của mình ấy khi xem mà nó có rung hay không, được chưa? Nếu mà nó rung thì nó là âm hữu thanh, được chưa? Bạn có thể kiểm chứng bằng cách đưa tay sờ lên cổ họng của mình, hoặc là khi mà chúng ta phát âm ấy, chúng ta đưa tay lên thì cái hơi chúng ta sẽ không thấy bật ra mạnh lắm, được chưa? Rồi ok, Thanh lấy ví dụ nha. Vậy thì âm hữu thanh nó xuất hiện ở trong những cái âm nào? Thì chúng ta khi mà chúng ta học bằng IPA rồi thì chúng ta cũng nắm vững được một phần nào đó rồi. Tuy nhiên Thanh tổng hợp lại cho mọi người ha. Đó là thứ nhất là toàn bộ các nguyên âm được gọi là âm hữu thanh, được chưa? Toàn bộ các nguyên âm được gọi là âm hữu thanh. Thanh lấy ví dụ nhá. Chúng ta có âm y đúng không? Chúng ta thử sờ lên đây ha. Y, y có rung không ạ? Đúng rồi, rung thì nó là âm hữu thanh. Hay là cái âm y dài ha. Y, y có rung ạ? Yes, chính xác là âm hữu thanh. Hay là ví dụ âm u nhá, u dài nào. U, u. Ok, yes, chính xác. Vậy thì ở đây là toàn bộ các nguyên âm chúng ta được công nhận nó là âm hữu thanh, được chưa? Rất dễ nhớ đúng không? Tiếp theo là các âm mũi, trong tiếng Anh có duy nhất 3 âm mũi mà thôi, đó là âm m, âm m và âm m. Đó, m n g. Ok, là có 3 âm mũi thì cũng được gọi là âm hữu thanh. Nó sẽ rung hả? M, m, m. Nhưng mà tại sao nó gọi là âm mũi? Bởi vì khi mà các bạn chạm vào cái sống mũi của mình ấy, nó cũng rung luôn cả cái phần sống mũi đó. M, m, m. Đó, hình dung ạ. Ok. Và ngoài ra còn một số âm khác nữa chúng ta đã học trong cái phần bằng phiên âm quốc tế IPA rồi, đúng chưa? L, u, đúng không? B, g. Đó, thì đấy là các cái âm ngoài một số các âm khác nữa. Thì tóm lại là toàn bộ các nguyên âm hay là các âm mũi và có một số các âm khác nữa thì đó là âm hữu thanh. Chúng ta sẽ không phải học thuộc các cái âm hữu thanh này, bởi vì chúng ta có thể kiểm chứng được cách bằng cách là chúng ta cho cái dây cái tay lên cái cổ họng của mình để kiểm tra, được chưa? Nếu mà nó rung thì nó là hữu, rung là hữu thanh, được chưa? Ok. Tiếp theo, cái khái niệm tiếp theo đó là âm vô thanh. Âm vô thanh hay còn gọi là voiceless sound. Thì âm vô thanh thì là như thế nào? Là những âm mà khi phát âm không làm rung dây thanh quản. Vô mà, vô tức là không á, thì khi chúng ta sờ vào cái cổ họng của mình ấy, nó không rung hả? Được chưa? Chỉ đơn giản là những tiếng động nhẹ như tiếng xì xì, tiếng bật hay là tiếng gió
chỉ đơn giản vậy thôi. Và so với âm hữu thanh thì âm vô thanh có số lượng ít hơn, được chưa? Vậy thì là các âm vô thanh gồm những âm sau. À, chúng ta thử ha, âm p này, đúng không? Hơi để tay này, bật hơi rất là mạnh này, cổ họng không rung, chính xác rồi. Hay là chính xác, hay là đó, hơi bật ra rất là mạnh, được chưa? Đó là các cái âm vô thanh ở trong tiếng Anh, hay anh gọi là p-t-k-f-s-r, đó, các âm vô thanh như vậy. Ok, vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại phải phân biệt là thế nào là âm hữu thanh hay là thế nào là âm vô thanh? Có phải là ngày xưa chúng ta học thì chúng ta sẽ có ba cách phân biệt, ba cách đọc, đúng không? Ba cách đọc đuôi s và es. Thứ nhất là âm s, thứ hai đọc là âm z, và thứ ba đọc là âm is, được chưa? Và chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu như là tận cùng là thời phong kiến phương Tây, tức là Pertekofer đấy, thì chúng ta sẽ đọc phát âm là S gì, hay là tận cùng là ông sáu chạy xe SH rồi thì sẽ phát âm là IZ, đúng không? Đấy là những cái mẹo mà chúng ta học để trong quá trình mà mình học học ngữ pháp để chúng ta đi thi. Nhưng mà thực tế hiểu bản chất vấn đề thì sẽ phải hiểu như sau. Mọi người hiểu ha? Đó, dĩ nhiên cái đuôi S và ES sẽ được phát âm thành ba cái âm này. Một là âm S, hai là âm Z, và ba là âm IS, được chưa? Rồi, khi kết thúc là âm hữu thanh thì chúng ta thêm S hoặc ES thì chúng ta sẽ phát âm là Z, Z, được chưa? Đó, rất là đơn giản, chúng ta sẽ không phải học thuộc là nó là ông sáu chạy xe SH rồi, hay là thời phong kiến phương Tây, vân vân. Khi kết thúc là âm vô thanh và chúng ta thêm S và ES, chúng ta sẽ phát âm là đó. Và kết thúc là chẳng sao dậy thì chúng ta thêm S và ES, phát âm IZ. Để Thanh phân tích rõ hơn cho mọi người cái phần này ha. Ok, ví dụ âm kết thúc là âm hữu thanh, Thanh có từ hot dogs. Ở đây mình có từ hot dog, g, đúng chưa? G, g, dung ạ. Có, nó là âm hữu thanh, hot dog. Vậy thì âm hữu thanh ở đây, khi mà chúng ta thêm chữ S gì vào thì chúng ta sẽ không được đọc là S gì đâu, mà chúng ta sẽ được đọc là âm Z, đúng không? Và hữu phải đi về hữu, chữ G là âm dung thì âm Z cũng là âm dung. Đấy là cách nhớ ha, hữu phải đi về hữu. Về hot dogs, hot dogs, được chưa? Ok, chính xác rồi. Tiếp theo, kết thúc là âm vô thanh, chúng ta sẽ thêm S. Ví dụ ở đây Thanh có từ vô thanh ha, drink, drink, âm ca này, drink. Âm này không dung, tức là âm vô thanh rồi. Vô là không mà, đúng không? Drink, không dung. Cho nên chúng ta sẽ phải thêm S vì S gì vào và chúng ta sẽ được phát âm là S. Đó, và khi thêm S chúng ta sẽ đọc là drinks. Again, drinks. Again, drinks. Được chưa? Ok, chính xác rồi. Vậy trường hợp thứ ba, khi kết thúc là chẳng sao dậy. Ok, tức là nhà là chữ họ nhà âm gió ha. Ví dụ chữ chờ là âm sh, đó, đúng không? Hay là chữ esi, đó. Hay là chữ z, tức là họ nhà ba âm này, hôm trước Thanh đã giảng rồi đúng không? Ai chưa xem thì quay lại phần 1 để xem để hiểu kỹ hơn. Họ nhà âm chờ, âm sờ, âm z thì chúng ta sẽ thêm es và lúc đó chúng ta sẽ đọc là iz. Tại sao lại đọc iz mà không phải đọc là s và z? Ok, Thanh phân tích cho mọi người nhá. Đầu tiên này, mình có từ sandwich. Sandwich kết thúc là ch. Sandwich, nếu mà tính ra thì cái âm ch này ch, nó là âm vô thanh, đúng không ạ? Nếu mà theo quy luật là nếu mà nó là âm vô thanh thì chúng ta sẽ phải thêm s vào và chúng ta sẽ phát âm là s gì luôn, đúng chưa? Vậy thì nếu mà cái từ sandwich mà chúng ta thêm s mà chúng ta lại phát âm là s gì như này nữa, chúng ta thử xem chúng ta có phát âm được không nhá. Watches, watches, đúng không ạ? Đấy, chính vì vậy là khi mà chúng ta thêm vào, chúng ta không thể phát âm được như vậy. Cho nên là chúng ta, người ta thành nghĩ ra là chúng ta phải phát thêm thành âm ES. Và ES ở đây chúng ta sẽ phát âm là IZ, đúng không? Cho nên mình sẽ không đọc là watches gì, mà chúng ta sẽ đọc là watches, đúng không? Watches, âm chờ kết nối với âm IZ và chúng ta sẽ đọc là ches. Again, watches. One more time, watches. Mọi người hình dung chưa ạ?
Ok, rồi Thanh lấy một cái âm tương tự tiếp theo nhá. Thanh có từ ok, à mình có từ kiss đúng không? Từ hôn đấy đúng không? Kiss. Rồi. Vậy thì nếu mà theo cái khái niệm là à kiss là kết thúc là âm s đúng không? Kiss. À thì đây là âm vô thanh rồi. Nếu mà âm vô thanh thì chúng ta lại phải thêm thêm s vào và chúng ta đọc là s. Nhưng mà ở đây mình thêm s vào nó lại ba chữ s và thêm s và lúc đấy nó đọc là s và mình không đọc được kiss. Chả lẽ lại đọc như vậy đúng không? Đúng rồi. Cho nên ở đây thì mình sẽ hiểu là à ở đây nó là âm gió, họ nhà âm s chúng ta phải thêm es và chúng ta sẽ đọc là à iz đúng không ạ? Đúng rồi và mình sẽ đọc là kisses. Again, kisses. Kisses. Đó, mọi người hình dung không? Ok. Và cái âm Z cũng tương tự như vậy, đúng không? Thì đó là họ nhà âm chờ, họ nhà âm sờ và họ nhà âm z. Thì chúng ta sẽ phải thêm es. Và trong trường hợp đó chúng ta sẽ đọc là iz. Bởi vì thuận theo tự nhiên thôi, chúng ta không thể đọc thành thêm chữ s đằng sau lại đọc thêm chữ s nữa. Ví dụ watch, watches, đúng không? Hay là kisses. Không thể đọc được như vậy. Thế nên là chúng ta thêm iz. Đó là hiểu bản chất của vấn đề. Mọi người hình dung không ạ? Rồi, vậy thì tóm lại chúng ta có ba cách phát âm đúng không? Kết thúc là âm hữu thanh thì chúng ta sẽ phát âm là Z. Kết thúc là âm vô thanh, chúng ta phát âm là S. Và kết thúc là âm gió, họ nhà chờ, nhà sờ, nhà Z thì chúng ta sẽ phát âm là IZ. Được chưa? Đó là chúng ta tổng hợp lại nhá. Ok. Rồi, bây giờ theo cái quy tắc này thì chúng ta sẽ làm cho thành cái bài tập này. Ở đây sẽ có 8 câu. Thì ở đây chúng ta sẽ tự trước khi mà chúng ta nghe người bản xứ người ta nói người ta phát âm thành âm gì thì chúng ta dựa vào quy tắc để chúng ta sẽ phân biệt xem là từ câu số 1 đến câu số 8 nó sẽ được phát âm là gì. Ok, so one minute for you to do this exercise. Một phút cho các bạn để các bạn có thể hoàn thành bài tập này. Các bạn hãy dừng video khoảng một phút và sau đó làm và sau đó check đáp án cùng với Thanh nhé. Ok, các bạn đã làm xong chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa thử nha. Rồi, cái bài câu đầu tiên cái từ hot dog kết thúc là âm gì nhỉ? À đúng rồi, âm g đúng không? Thì nó sẽ được phát là âm gì nhỉ? G g âm hữu thanh cho nên phải phát âm hữu phải đi về hữu và ở đây mình phải đi về z đúng không? Và mình sẽ hot dog, mình sẽ phát âm là hot dogs. Ok, chính xác rồi. Tiếp theo mình có từ burger. Rồi kết âm cuối là gì nhỉ? À chính xác rồi, âm r, âm r. À âm ơ gọi là âm nguyên âm. Âm nguyên âm chúng ta học rồi, nguyên tất cả các nguyên âm đều là âm hữu thanh, đúng chưa? Vậy thì khi mà chúng ta thêm s vào đây thì chúng ta sẽ phát âm là à hữu thì phải đi với hữu, chúng ta sẽ phát âm là z, đúng chưa? Và mình sẽ đọc là burgers. Again, burgers. Chính xác rồi. Tiếp theo, câu số 3, sandwich. À âm chờ đây rồi, âm ts đúng không? Sandwich. Và ở đây mình có chữ s rồi, nó là vô, nó là hữu thanh. Mình có từ âm ch là âm vô thanh đúng không? Tuy nhiên mà mình không thể thêm họ nhà chẳng sao vậy. À nó là họ nhà chẳng sao vậy thì chúng ta sẽ phải thêm es và ở trong trường hợp này chúng ta phát âm là iz đúng không ạ? Rồi, chúng ta nối vào ha. Chúng ta sẽ đọc là sandwiches. Again, sandwiches. Chính xác. Good job. Rồi, number 4, số 4 nào? Salad. À, salad. D. À, kết thúc là âm d đây rồi. D, d. À, nó là âm hữu thanh. Hữu phải đi về hữu cho nên ở đây phát âm là z bởi vì z cũng là âm hữu thanh mà, đúng không? Mình sẽ đọc là salads. Again, salads. Chính xác. À, number 5. Drink. À, chữ k đúng không? Kết thúc là chữ âm k. Drink. Thì mình phát âm là gì nhỉ? À, drink là âm vô thanh. Âm vô thanh phải đi với vô thanh. Vô thanh ở đây là mình có âm s, âm s là âm vô thanh đúng không? Và mình sẽ đọc là drinks. Again, drinks. Tiếp, coffee. À, âm e đúng không? Vậy thì ở đây mọi người thấy là gì nhỉ? À, nguyên âm. Vậy thì tất cả các nguyên âm là âm hữu thanh đúng không? Cho nên chúng ta không cần bàn cãi gì nữa. Chúng ta sẽ phát âm s và chúng ta phát âm là z luôn. Hữu phải đi với hữu. Đúng chưa? Coffees. Again, coffees. Rồi, có nhiều người bạn thắc mắc Thanh là ở đây coffee, cà phê là không đến được, tại sao lại thêm S? Thì ở đây Thanh giải thích hả? Người ta trong văn nói hay là trong giao tiếp thì người ta hiểu cái coffee này là một tách cà phê, cho nên người ta vẫn thêm S bình thường, được chưa? Ok, còn nếu mà trong văn viết chúng ta phải viết đầy đủ là a cup of coffee, alright? Rồi, từ cuối nào, tea, à cũng là âm y dài đây rồi, đúng không?
Hữu Thì, và chúng ta sẽ thêm S và chúng ta phát âm là âm nguyên âm đúng không? Là Hữu Thanh, phát âm là Z. Được chưa? Rồi, mình sẽ đọc là tease again. Tease. Next one, cuối nào. Oranges. Ok, rồi có danh cái câu này là hơi khó, có nhiều người bạn sẽ thắc mắc này. Ở đây mình oranges âm cuối làm gì nhỉ? À, chính xác rồi, âm S gì? Mặc dù ở đây là C đúng không? Nhưng mà cái âm CE ở cuối câu cuối từ nó sẽ phát âm là âm S. Oranges. Vậy thì âm S gì này là âm oranges, họ nhà chẳng sao vậy đúng không? Họ chẳng sao vậy. Cho nên chúng ta sẽ phải phát thêm ES. Nhưng mà trong trường hợp này nó có E rồi thì cho nên mình chỉ thêm S gì thôi. Và trong trường hợp này mình sẽ đọc là âm chữ C ở đây phát âm S này, và chúng ta thêm S, và cái E ở đây phát âm là EZ, và chúng ta nối với nhau, chúng ta sẽ đọc là oranges. Again, oranges. Alright, chính xác chưa ạ? Rồi, ok, chính xác. Vậy thì ở đây mọi người đã có thể gọi là hình dung ra được cái bản chất của vấn đề, mà chúng ta sẽ không phải học theo mẹo, mà để chúng ta hiểu bản chất vấn đề tại sao nó lại như vậy, tại sao nó lại được phát âm như thế. Cho nên là bây giờ chúng ta đã tự làm với nhau rồi, bây giờ chúng ta thử nghe lại người bản xứ nói và sau đó check lại xem là người ta có phát âm giống như mình đã nhận biết được đúng hay không nhé. Alright, bây giờ chúng ta sẽ thử lắng nghe từng câu từ câu số 1 đến câu số 8 và chúng ta sẽ đọc lại theo speaker, giọng của người nói trong băng để chúng ta vừa đọc cũng như là vừa luyện tập luôn ha. Okay, listen. Hot dogs. Hot dogs. 2. Burger. Burger. Burgers. Burgers. 3. Sandwich. Sandwich. Sandwiches. Sandwiches. 4. Salad. Salad. Salads. Salads. 5. Drink. Drink. Drinks. Drinks. 6. Coffee. Coffee. Coffees. Coffees. 7. Tea. Tea. Teas. Teas. 8. Orange juice. Oranges. Orange juices. Orange juices. Alright, ok, chính xác rồi, good job. Mọi người đọc rất là tốt. Bây giờ mọi người đã hình dung ra là cái công thức của nó là gì, bản chất vấn đề trong cái cách phát âm này là như thế nào. Chúng ta sẽ không phải học theo mẹo nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần tiếp theo, đó chính là phần luyện tập. Ok, bây giờ các bạn hãy dừng video khoảng 1 phút, sau đó viết chuyển từ các cái danh từ từ số ít sang danh từ số nhiều. Chúng ta vừa áp dụng các cái bài của video trước đúng không? Đó là tại sao để thêm S và tại sao để thêm ES. Và chúng ta khi mà chúng ta viết xong rồi thì chúng ta phải tập đọc luôn, được chưa? Ok, so 1 minute for you, go. Alright, chúng ta đã hoàn thành xong chưa? Và chúng ta sẽ so sánh đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn nhé. Các bạn thử check xem mình có viết đúng hay không, được chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cùng với Thanh ha. Đầu tiên nào. Snack, snack, snacks, snacks, drink, drink, drinks, drinks, dollar, dollar, dollars, dollars, euro, euros, euros, city, cities, facts. Faxes. Faxes. Student. Student. Students. Students. Company. Company. Companies. Companies. Phone number. Phone number. Phone numbers. Phone numbers. Email address. Email address. Email addresses. Ok, good job. Rồi, well done. Các bạn đã làm rất là tốt. Bây giờ chúng ta đã hiểu được bản chất vấn đề, tại sao chúng ta thêm SS, rồi cách phát âm chính xác của nó là như nào, và tại sao, nguồn gốc là tại sao nó lại được hình thành là
ba cách phát âm như vậy. Đó là cái bài học ngày hôm nay. Và Thanh hy vọng là cái bài học này sẽ hữu ích dành cho tất cả các mọi người. Và nếu mọi người thấy video clip của Thanh hay thì hãy cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều các cái chuỗi bài học tiếp theo về giao tiếp, về phát âm, cũng như là các cái phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất và tối ưu nhất dành cho những người bận rộn nhé. Okay, that's it for today. Thanks for watching my video and see you next time. Bye!